kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống hôm nay của truyền hình đài tiếng nói Việt Nam VOVTV. Chương trình đang được live stream trên YouTube và fanpage của truyền hình đài tiếng nói Việt Nam fanpage VOVTV News 247. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 6 nhân ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, Chủ tịch nước tô lâm đã tới thăm hỏi, gặp gỡ và động viên người dân làng cổ đường lâm, thị xã sơn tây, hà nội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt ngay tại Đình Cổ, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, thành trì quan trọng nhất của mỗi người. Gia đình cũng luôn gắn liền với cộng đồng, khu phố, làng xã là nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm là dịp rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình để con cháu hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, vun đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương, đất nước bày tỏ vui mừng về thăm Đường Lâm để chia vui với bà con nhân ngày gia đình Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, chủ tịch nước đã gửi lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể nhân dân địa phương, mong Đường Lâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng. Chủ tịch nước nhấn mạnh thế hệ ngày nay luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các vị tiền bối tại mảnh đất hào kiệt này đồng thời khẳng định lịch sử phát triển của Đường Lâm còn được cả thế giới biết đến như một địa danh lịch sử cần được duy trì, bảo tồn những truyền thống di sản của làng xã. Hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của Sơn Tây trong năm 2024, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thị xã Sơn Tây nói chung và Đường Lâm nói riêng sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công to lớn hơn, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển và thịnh vượng, có thêm nhiều nhân tài đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trước đó, Chủ tịch nước cũng tới thăm hỏi và tặng quà hai gia đình tiêu biểu của xã Đường Lâm là gia đình cựu chiến binh Kiều Văn Quốc 95 tuổi và gia đình ông Giang Vĩnh Phúc 82 tuổi, cũng như tới dân hương tại đền thờ bố cái đại vương Phùng Hưng và vua Ngô Quyền.